Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2019, nhằm ngày 4 tháng 5 năm Kỷ Hợi, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng Phật tại chùa Bát Bửu Phật Đài, dân gian thường gọi là chùa Phật Cô Đơn, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quang Lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức thành viên Hội đồng chứng minh, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tính, Chư Tôn Đức Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Chư Tôn Đức Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng Chư Tôn Đức làm thành viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Ni Sinh Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn Đức giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật cầu nguyện trong tiếng trì tụng chú Đại Bi trầm bổng dàm trang nghiêm, cử hành nghi thức sái tịnh, phụng thỉnh tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Đà và Phật Dược Sư vào chánh điện. Được biết, chùa Bát Bửu Phật Đài, dân gian thường gọi với ba chữ thân thiện là Phật Cô Đơn, có tổng diện tích là 46.429,9 m², tọa lạc tại số 1, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn gốc lịch sử, chùa Bát Bửu Phật Đài ban đầu có tên gọi là chùa Thanh Tâm, được kiến tạo năm 1955 và hoàn thành vào năm 1956. Bát Bửu Phật Đài được xây dựng vào năm 1959 và hoàn thành năm 1961 theo kiến trúc hình bát giác với chiều cao 3 m. Trên đài tôn trí tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 7 m và nặng gần 4 tấn do Hội Phật học Nam Việt chủ trương tôn tạo với sự hỷ cúng của cố cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh cùng với sự tàn phá của bom đạn, chùa Thanh Tâm cũng đã bị thiêu rụi trong thời điểm đó. Nhưng kỳ diệu thay, kim thân Đức Phật vẫn an nhiên sừng sững giữa trời trong tư thế thiền định, không một ngôi nhà xung quanh, không một bóng người qua lại. Có lẽ từ đó, Bát Bửu Phật Đài được người dân truyền miệng với tên gọi thân thiện là chùa Phật Cô Đơn. Vào năm 1988, Bát Bửu Phật Đài được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản, từng bước chỉnh trang vùng đất linh thiêng này. Vừa qua, được sự quan tâm của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường chính thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo cho chùa Bát Bửu Phật Đài theo số BR027865 vào ngày 4 tháng 11 năm 2014 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo quy định luật đất đai hiện hành. Để thực hiện nguyện vọng của toàn thể tăng ni và tín đồ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng như đáp ứng nhu cầu cần thiết về sinh hoạt tu học tôn giáo của chư tăng và đồng bào Phật tử xa gần, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Ban Kiến thiết do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban quy hoạch và xây dựng chùa Bát Bửu Phật Đài trên diện tích là 46.429,9 m², đồng thời vừa nộp thủ tục xin phép xây dựng và tiến hành tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Bát Bửu Phật Đài vào ngày 13 tháng 3 năm 2017 nhằm ngày 16 tháng 2 năm Đinh Dậu với tổng kinh phí dự trù là 50 tỷ đồng. Trong tương lai gần, Bát Bửu Phật Đài sẽ được xây dựng trang nghiêm cùng cơ sở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh liên kết tạo thành cụm điểm văn hóa giáo dục và tín ngưỡng Phật giáo lớn của thành phố, góp phần đem lại sinh khí cho vùng đất Cầu Sáng, xã Lê Minh Xuân trong tinh thần tốt đời đẹp đạo, ổn định nhân tâm, khuyến khích lối sống đạo đức hướng thiện.